Nhân vật chính của câu chuyện là một thằng lười có tên là Tanaka. Và Tanaka lười tới mức ngày nào cũng phải để cho cậu bạn thân Ota bế tới lớp học. Nhưng đối với bạn bè trong lớp thì việc này vốn đã trở nên bình thường như cơm bữa. Thấy Tanaka cứ ngồi thẫn thờ không chịu làm bài tập nên Ota đã đi đến nhắc nhở cậu ấy. Nhưng hóa ra là cậu ấy đang nghiên cứu cách chống cảm làm sao cho thoải mái nhất. Tới giờ tự quản thì Tanaka lại chỉ muốn nằm ngủ chứ không muốn làm một cái gì cả. Nhưng mấy bạn nữ ngồi cạnh cửa sổ đã chắn hết gió trời khiến cho cậu ấy không thể thư giãn được. Ngay khi mấy bạn nữ đó rời đi thì gió trời đã thổi và làm cho Tanaka phê tới mức tê tái. Và do nằm ngủ sai tư thế nên cậu ấy đã bị ngã vẹo cả xương sống luôn. Mặc dù là một thằng lười nhưng Tanaka rất quan tâm tới vấn đề rèn luyện sức khỏe của bản thân, bởi vì cậu ấy muốn rèn luyện thật tốt để sau này có thể thoải mái làm biếng. Tuy nhiên, khi vào giờ thể dục thì Tanaka lại khởi động từ từ như mấy ông bà tập dưỡng sinh vậy, và cậu ấy còn tự nghĩ ra động tác mới để cho dễ tập hơn so với mọi người. Ngay sau đó, Tanaka đã được ép chung nhóm với Ota để đánh cầu lông với hai cậu bạn cùng lớp, và vừa mới vào trận thì Ota đã đánh một cú mạnh kinh khủng không ai có thể đỡ nổi. Thấy vậy thì Tanaka cũng muốn được đánh thử một phát như Ota, nhưng không ngờ là cậu ấy lại ném nguyên cả cái vợt vào mặt hai thằng bạn luôn, nên mọi người đã cho cậu ấy ra khỏi sân để tránh gặp phải tai nạn đáng tiếc. Tanaka cảm thấy rất đói bụng mặc dù cậu ấy chả làm đếch gì nặng nhọc trong giờ thể dục cả, cho nên cậu ấy cùng với Ota đã mua một ít bánh mì để ăn lót dạ, nhưng cậu ấy lại bị vỏ bánh mì cứa rách miệng vì ăn mà không chịu nhai. Tanaka nhận thấy ngoài rèn luyện thân thể khỏe mạnh ra thì cũng cần phải có một tinh thần tốt, cho nên cậu ấy quyết định là sẽ tập luyện thêm bộ môn tụng kinh để rèn luyện đầu óc. Tanaka nói rằng cậu ấy không muốn phải làm nhân vật chính trong cuộc đời của mình, bởi vì làm nhân vật chính lúc nào cũng phải giải quyết đủ mọi vấn đề rất là đau đầu, trong khi đó thì nhân vật phụ chẳng cần phải làm gì nặng nhọc cũng như không có ai để ý tới. Tanaka nhận thấy rằng Ota rất hay giúp đỡ mọi người cũng như là tâm điểm của sự chú ý, cho nên cậu ấy quyết định là sẽ bám theo làm nhân vật phụ cho Ota cả đời. Ngày hôm sau, Ota bỗng cảm thấy Tanaka có vẻ vô cảm hơn bình thường, thậm chí lúc uống nước bằng vòi cậu ấy còn quên mở cả miệng ra luôn. Đến giờ ăn trưa thì Tanaka không chịu ăn cơm nên Ota đã cố đút cho cậu ấy ăn, nhưng cậu ấy lại từ chối sự giúp đỡ của Ota trong khi bản thân đang rất là đói bụng. Tới giờ học nhạc thì cô giáo đã giao cho Tanaka nhiệm vụ đánh đàn để cho các bạn trong lớp hát, nhưng tiếng đàn của Tanaka đã khiến cho một vùng đồng quê xinh tươi trở thành một vùng đất chết. Và khi cô giáo lỡ tay chạm vào má Tanaka thì cậu ấy đã quạo lên với cô giáo luôn. Cuối ngày hôm đó thì Ota đã phát hiện ra rằng Tanaka thực chất đang bị sâu răng, cho nên Ota đã ngay lập tức dẫn Tanaka tới nha sĩ để kiểm tra răng miệng của cậu ấy. Và cậu ấy thề là sẽ chăm sóc răng miệng tốt hơn để không gây ảnh hưởng tới việc làm biếng của mình nữa. Mới sáng sớm Tanaka đã đến ngôi đền gần nhà để cầu xin có được một ngày yên bình, nhưng vừa tới trường thì một con nhóc cùng lớp có tên là Miyano đã xin được làm đệ tử của cậu ấy, bởi vì cô bé muốn học được cách sống vô lo vô nghĩ như Tanaka. Tanaka đã ngay lập tức từ chối bởi vì cậu ấy thấy Miyano khá là phiền phức, nhưng con bé cứ nằng nặc đòi được trở thành đệ tử cho cậu ấy bằng bất kỳ giá nào, cho nên cậu ấy đành phải đồng ý vì cãi nhau nhiều rất là tốn năng lượng. Khi ngồi trong lớp học thì Miyano đã cố gắng học theo khuôn mặt vô cảm của Tanaka, nhưng cô bé lại làm ra một khuôn mặt cực kỳ khó chịu trông chả giống Tanaka chút nào cả. Miyano quyết định là sẽ học theo tính cách lạnh lùng ít nói của Tanaka, nhưng Ota lại đột nhiên rủ mọi người đi ăn bánh vì cậu ấy vừa mới kiếm được 3 cái vé miễn phí và vừa mới nghe nhắc tới đồ ăn thì mặt của Miyano đã thể hiện rõ cái tính tham ăn của mình. Tính của Tanaka vốn rất lười nên dù có đói đến mấy cậu ấy cũng không chịu ăn cơm, cho nên Ota thường vác thằng bạn của mình xuống thẳng dưới căng tin để ăn luôn. Đối với Tanaka thì ăn uống có hay không cũng chẳng quan trọng, và điều quan trọng nhất đối với cậu ấy chính là được ngủ. Tanaka ước bản thân được sống trong một căn phòng nhỏ chỉ cần với tay là có thể lấy được mọi thứ, nhưng Ota lại cho rằng cậu ấy muốn sống trong tù chứ trên đời làm gì có căn phòng nào như vậy. Thấy Tanaka mua trà xanh uống thì Miyano cũng muốn uống theo cậu ấy, nhưng Miyano lại đột nhiên khóc òa lên vì cô bé muốn uống sữa dâu chứ không muốn uống trà. Cuối ngày hôm đó, Miyano đã làm một bản báo cáo về sự vô cảm cho Tanaka xem, nhưng sau khi đọc xong thì Tanaka lại chả hiểu một cái vẹo gì cả và cậu ấy cho rằng tính cách vô cảm không hề phù hợp với một người siêng năng như Miyano. Ngày hôm sau, Tanaka cùng với Ota đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Miyano thể hiện tính cách vô cảm cực kỳ hoàn hảo, thậm chí khi vào học muộn cô ấy cũng đếch cần quan tâm tới thầy giáo luôn. Cảm thấy tò mò nên Ota đã thử dùng một hộp sữa dâu để dụ dỗ Miyano, nhưng Miyano vẫn không thèm để ý tới nó mặc dù cô bé rất thích uống sữa dâu. Thấy Miyano cứ đi thẳng vào chỗ đang thi công nên Tanaka đã phải giữ cô bé lại, nhưng ngay lúc đó cô bé lại đột nhiên quay trở lại với tính cách tương tự của mình. Hóa ra sau khi xem xong một bộ phim nhảm nhí thì Miyano lo sợ rằng linh vật sẽ thống trị trái đất
cho nên cô bé đã suy nghĩ từ ngày hôm qua tới giờ để tìm cách cứu toàn bộ mọi người trên thế giới. Ngay sau đó, Ota đột nhiên nhìn thấy Tanaka đang đứng trầm tư trước cái tủ đựng giày của mình và cậu ấy đã hết sức ngạc nhiên khi biết Tanaka vừa mới nhận được một lá thư thách đấu. Tanaka rất ghét mấy món như cá bởi vì đối với cậu ấy thì việc gỡ xương cá không khác gì cực hình, thậm chí những loại hoa quả phải bóc vỏ cậu ấy cũng không bao giờ ăn cả. Tuy nhiên, Tanaka vẫn cố gắng gỡ xương cá khiến cho nó thành một đống bùi nhùi luôn, cho nên khi nhìn thấy vậy thì Ota đành phải gỡ xương cá giúp cho thằng bạn. Cuối cùng thì Tanaka cũng đã có thể đánh chén được hết toàn bộ suất cơm của mình, nhưng đang trên đường quay trở lại lớp thì cậu ấy lại đột nhiên ngã gục xuống đất, bởi vì cậu ấy thường ăn rất ít nên ăn nhiều như hôm nay khiến cho cậu bị thừa năng lượng. Khi Ota hỏi về bức thư thách đấu thì Tanaka đã giả vờ như không biết gì, nhưng người thách đấu là một cô gái có tên là Etizen đã tìm tới chỗ Tanaka ngay sau đó, cho nên Tanaka đành phải giả vờ nằm ngủ coi như chưa nghe thấy gì cả. Etizen cảm thấy hết sức ngạc nhiên khi Ota cũng có quen biết với Tanaka, và Etizen cho biết rằng cô ấy trước đây từng là đồng bọn cùng một băng với Ota, nhưng Ota lại đính chính thực ra là bọn họ chỉ học chung mẫu giáo lớn với nhau mà thôi. Etizen nói rằng cô ấy muốn thách đấu với Tanaka là vì muốn xem cậu ấy là người như thế nào, nhưng Tanaka lại sợ mệt nên cậu ấy đã từ chối lời thách đấu của cô ấy. Không còn cách nào khác, Etizen đành phải chiều theo ý của Tanaka là chơi mấy trò tốn ít năng lượng, cho nên hai người bọn họ quyết định là sẽ chơi một ván cờ vây để đấu với nhau. Tanaka toàn bỏ lượt bởi vì cậu ấy không có hứng thú để chơi, nhưng cậu ấy vẫn thành công viết được một chữ trắng ở giữa bàn cờ. Khi nhìn thấy Etizen có vẻ đói bụng thì Ota đã đưa cho cô ấy một cái bánh ngọt để ăn tạm, nhưng cái bánh đó lại có hình thỏ quá dễ thương nên Etizen không thể ăn nó được. Tiếp tục trận đấu thì bọn họ quyết định là lần này cả hai sẽ chơi một ván bài, và Tanaka đã thể hiện trình độ xào bài của mình khiến cho hai người kia không khỏi ngạc nhiên, nhưng đang xào giữa chừng thì cậu ấy lại để cho gió thổi bay cả bộ bài đi mất. Hóa ra một người bạn của Etizen đang cực kỳ ngưỡng mộ cái tính vô cảm của Tanaka, cho nên Etizen muốn xem Tanaka có bá đạo như lời của người bạn đó nói hay không. Tanaka cùng với Ota đã rất bất ngờ khi biết người bạn của Etizen chính là Miyano, và Ota cho biết rằng mặc dù trông như cô đầu nhưng thực ra Etizen rất thích mấy thứ dễ thương. Đang vội vã chạy lên trường thì Ota cùng với Tanaka đã đụng phải cô lớp trưởng Shiraishi, và Shiraishi là một cô gái vừa học giỏi lại còn xinh đẹp nên được rất nhiều người ngưỡng mộ. Lực lượng bảo vệ của Shiraishi đã nhanh chóng xuất hiện để cho Tanaka cùng với Ota ăn đòn, nhưng may mắn là Shiraishi đã khuyên mấy tay gấu chó đó bỏ qua cho hai người bọn họ, và vừa mới được thần tượng chạm vào người thì mấy tên đó đã xấu hổ không chịu nổi. Biết rằng Shiraishi đang đưa tài liệu tới phòng in thì Tanaka và Ota cũng muốn giúp cô ấy, bởi vì bọn họ muốn tạ lỗi với Shiraishi sau khi lỡ đụng ngã cô ấy. Trên đường đi tới phòng in thì Shiraishi được rất nhiều người nhìn ngắm vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Nhưng Tanaka lại phải dùng áo để che mặt lại bởi vì cậu ấy không thích bị người khác chú ý. Sau khi in xong thì Tanaka cảm thấy giấy in tỏa ra một luồng khí cực kỳ ấm áp, cho nên cậu ấy đã nghĩ tới việc dùng đống giấy vừa in xong để làm gối ngủ. Khi được ở một mình thì Shiraishi đã nhanh chóng thay đổi cách ăn mặc của bản thân và cô ấy cũng đã cột mái tóc của mình lên cao để cho thoải mái hơn. Thời cấp 2, Shiraishi vốn là một đứa mọt sách nên không có ai chơi với cô ấy cả, cho nên khi lên cấp 3 cô ấy đã cố gắng thay đổi bản thân để được người khác chú ý hơn. Nhưng lúc nào cũng phải giữ cái vẻ ngoài hot girl hào nhoáng đó khiến cho cô ấy cảm thấy rất mệt mỏi. Shiraishi không muốn bạn bè cùng lớp nhìn thấy con người thật sự của mình, nhưng Ota cùng với Tanaka đột nhiên quay trở lại do để quên cặp sách ở đây, và bọn họ đã rời đi mà không nói một lời nào khiến cho Shiraishi cảm thấy rất là hoang mang. Ngày hôm sau, Shiraishi lo sợ rằng Tanaka cùng với Ota đã để lộ chuyện cô ấy là một đứa mọt sách, nhưng có vẻ như hai người bọn họ vẫn chưa nói ra chuyện đó với ai cả. Shiraishi đã liên tục theo dõi bọn họ suốt cả ngày hôm đó vì lo lắng bọn họ sẽ để lộ ra bí mật của mình. Và trong giờ thí nghiệm thì Tanaka đã nói Ota búi tóc lên để cho đỡ vướng víu, nhưng Shiraishi lại nghĩ rằng bọn họ đang cố tình đã điều mình. Tuy nhiên, Shiraishi lại phát hiện ra bọn họ đã nhầm tưởng cô ấy lúc búi tóc là một người khác, cho nên cô ấy đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết bí mật của mình vẫn chưa bị bại lộ. Shiraishi chắc chắn rằng người khác sẽ không nhận ra mình mỗi khi thay đổi cách ăn mặc, cho nên cô ấy quyết định là thỉnh thoảng sẽ ăn mặc thoải mái một chút để cho đỡ mệt mỏi. Thế nhưng vừa nhìn thấy Shiraishi thì Tanaka đã nhận ra cô ấy ngay lập tức, cho nên cô ấy đành phải thú nhận con người thật của mình với hai người họ trong sự xấu hổ. Tanaka cho rằng Shiraishi chắc chắn đã phải rất cố gắng mới có thể sống hai mặt được như vậy, còn trong khi đó thì cậu ấy chẳng bao giờ chịu cố gắng chỉ vì bản thân thích được làm biếng, cho nên cậu ấy muốn Shiraishi hãy tự tin hơn về con người thật của mình. Shiraishi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nghe được những lời động viên của Tanaka, và Tanaka cùng với Ota hứa rằng sẽ không kể chuyện này ra với bất kỳ một ai cả. Ngày hôm sau, Shiraishi quyết định là sẽ đeo kính cận khiến cho mọi người hết sức ngạc nhiên,
nhưng Ota vẫn thắc mắc làm sao mà Tanaka lại nhận ra được Shiraishi sau khi thay đổi, và Tanaka cho biết rằng cậu ấy đã nhận ra Shiraishi là nhờ vào kích thước hàng họ của cô ấy. Tanaka đã rủ Ota cùng mình đi ra siêu thị để mua một ít đồ cho em gái của Tanaka, và Tanaka biết được rằng Ota cũng có một cô em gái đang học cấp 2, nhưng Tanaka lại tưởng tượng ra cô em gái của Ota cũng có vẻ ngoài dữ tợn như cậu ấy. Bố mẹ của Tanaka đi làm xa nên hai anh em bọn họ thường xuyên phải ở nhà một mình, và khi nghe được điều đó thì Ota đã rất hoảng hốt vì nghĩ rằng hai đứa nó sẽ chết đói vì làm biếng, nhưng thực ra em gái của Tanaka rất siêng năng chứ không lười như cậu ấy. Vừa đi vào tới siêu thị thì Tanaka lại quên mất là em gái nhờ cậu ấy mua thứ gì, cho nên Ota đã hướng dẫn cậu ấy mua những món đồ thiết yếu hàng ngày, và các chị em phụ nữ xung quanh ai cũng ngưỡng mộ Ota vì sự đảm đang của cậu ấy. Tanaka không biết phải mua gì cho em gái nên cậu ấy đã mua đại một đống thứ cho chắc ăn, nhưng khi ra ngoài cửa siêu thị thì cậu ấy đoán là cô bé nhờ mình mua bánh pancake, bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng người ta khuyến mãi món bánh pancake yêu thích của cô bé. Tuy nhiên, ngày hôm sau Tanaka lại buồn bã cho Ota biết rằng em gái cậu ấy không nhờ mua bánh pancake, mà thực ra cô bé đã nhờ ông anh mình mua hộ một bình nước tẩy nhà tắm. Từ lúc đeo kính tới lớp thì mọi người lại thấy Shiraishi càng lúc càng xinh hơn, và Shiraishi cũng đã bắt đầu có tình cảm với Tanaka sau khi được cậu ấy động viên trước đây. Nhưng nếu như Shiraishi trở thành người yêu của Tanaka thì mấy thằng gấu chắc chắn sẽ không tha cho cậu ấy. Shiraishi nghĩ rằng cô ấy sẽ phải bắt chước Ota để được làm bạn với Tanaka trước, cho nên cô ấy sẽ phải tập tạ để có thể bế Tanaka đi tới lớp như cách mà Ota thường làm. Shiraishi quyết định là sẽ giả vờ đụng trúng Tanaka để có cơ hội kết bạn với cậu ấy. Nhưng khi nhìn thấy Shiraishi nấp bên đường thì Ota lại nghĩ là cô ấy đang tính đánh úp đứa nào đó. Khi hỏi Ota thì Shiraishi đã rất vui mừng khi biết Tanaka chưa có bạn gái, cho nên cô ấy muốn được trở thành một người bạn thân khác giới đầu tiên của Tanaka. Nhưng cô ấy không ngờ rằng Miyano cũng khá là thân thiết với Tanaka ngoài Ota ra. Ngay sau đó, Miyano đã tìm gặp Shiraishi vì cô bé phát hiện ra Shiraishi thường xuyên nhìn trộm Tanaka, cho nên cô bé đã kéo Shiraishi tới gặp Tanaka để có thể nói chuyện trực tiếp với cậu ấy. Nhưng con nước này lại tưởng rằng Shiraishi cũng muốn được trở thành đệ tử của Tanaka. Shiraishi đã nhân cơ hội này để chủ động xin được kết bạn với Tanaka, nhưng thực ra Tanaka vốn đã coi bọn họ là bạn bè của nhau từ lâu rồi. Hôm nay Ota đột nhiên nhìn thấy Tanaka đến trường trong tình trạng ướt như chuột lột vì mắc mưa, nhưng thực ra Tanaka cũng có mang dù theo chẳng qua là do lười nên mới không dùng, và Tanaka cũng không thích dùng dù bởi vì mang dù theo khá là nặng nhọc đối với cậu ấy. Đang đứng ngắm nhìn trời mưa thì Shiraishi mong muốn được một lần đi chung dù với Tanaka, nhưng cô ấy đã cực kỳ hoảng hốt khi nhìn thấy Tanaka đang đứng một mình ở dưới mưa. Hóa ra Tanaka muốn được tiến hóa để có thể thích ứng với môi trường như các loài động vật, và Tanaka tin là nếu như đứng dưới mưa đủ lâu thì cậu ấy sẽ tiến hóa thành người chống nước. Nhưng Shiraishi cho rằng trước khi có được kỹ năng chống nước thì cậu ấy đã chết vì cảm rồi cũng nên. Cuối ngày hôm đó, Shiraishi đã rất xúc động khi được đi chung dù với Tanaka trên đường về, bởi vì nhà của Ota nằm ở hướng khác nên cậu ấy không thể đi chung với Tanaka được. Ngày hôm sau, Tanaka lại tới trường trong tình trạng ướt như chuột lột một lần nữa, và lần này cậu ấy đã thử lách qua những hạt mưa để đi tới trường cho khỏi bị ướt. Nhưng Ota lại khuyên cậu ấy lần sau cứ che dù mà đi chứ tu 10 kiếp cũng không né được mưa. Do dầm mưa quá nhiều để tiến hóa nên Tanaka đã bị cảm đúng như Shiraishi dự đoán, và hiện giờ cậu ấy không thể nói chuyện như bình thường được vì bị đau họng. Tanaka cùng với Ota đã viết chữ vào giấy để có thể trao đổi thông tin cho nhau, nhưng nghĩ lại thì Ota chỉ cần nói bình thường là được chứ Tanaka đâu có bị điếc. Hôm nay Tanaka quên không mang sách sử nên Ota đã nói cậu ấy đi sang lớp bên để mượn của Etizen, và họ của Etizen viết khó quá nên cậu ấy đã nói Etizen đổi họ thành Ota hoặc Tanaka. Ota cảm thấy khá thắc mắc vì lúc này Tanaka không viết chữ để giao tiếp nữa, và cậu ấy cho rằng có thể Tanaka đang cố khai mở khả năng thần giao cách cảm để khỏi phải nói chuyện. Sau khi Tanaka khỏi bệnh thì Ota đột nhiên cảm thấy cậu ấy nhanh nhẹn hơn bình thường, và hóa ra là trong lúc đeo khẩu trang thì Tanaka đã tập luyện cơ mặt nên bây giờ mới hoạt bát như vậy. Lần trước sang mượn sách sử thì Tanaka đã hỏi Etizen thích chọn họ Tanaka hay là Ota, và sau khi được hỏi như vậy thì cô ấy đã nghĩ rằng hai người bọn họ đều đang thích mình. Etizen đã rụt rè đi sang lớp của hai người bọn họ để nói chuyện, nhưng Ota lại tưởng cô ấy sang để thách đấu Tanaka như lần trước, cho nên Ota đã đề nghị hai người bọn họ chơi trò vật ngón tay cho đỡ tốn sức. Tuy nhiên, nghĩ tới chuyện được cầm tay Tanaka khiến cho Etizen xấu hổ không chịu được, và cô ấy không biết phải chọn ai trong hai người bọn họ để trở thành người yêu của mình. Sau khi hỏi thăm ý kiến của Miyano thì Etizen quyết định là sẽ chọn Tanaka, nhưng khi Etizen sắp bị ngã thì lại được Ota đỡ lấy khiến cho cô ấy xấu hổ mà bỏ chạy, và do không cẩn thận nên cô ấy đã bị ngã sấp mặt xuống cầu thang. Ota nhìn thấy vậy thì liền bế Etizen lên để đưa cô ấy tới phòng y tế,
nhưng Etizen lại vùng vẫy quá mạnh khiến cho Ota lỡ tay thả cô ấy rơi xuống đất luôn. Ngay sau đó, Etizen đã gặp Tanaka cùng với Ota để nói chuyện cho rõ ràng, và hóa ra là họ của Etizen viết khó quá nên Tanaka đã đề nghị cô ấy đổi thành họ Tanaka hoặc Ota cho dễ viết. Nhưng khi biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thì Etizen đã cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Tanaka đột nhiên nhận được một hộp sô-cô-la vào ngày Valentine, nhưng Tanaka lại không thích điều đó bởi vì cậu ấy cho rằng yêu đương là một chuyện cực kỳ phiền phức. Tanaka còn cho biết rằng người đó cũng gửi cho Ota một thỏi kẹo sô-cô-la nữa, và Ota đã rất mừng rỡ khi biết điều đó vì dù sao thì có còn hơn không. Người gửi còn để lại cho Tanaka một đoạn tin nhắn hết sức đáng ngờ, nhưng do không để lại tên tuổi nên Tanaka không biết người đó là ai cả. Tanaka cùng với Ota nghi ngờ rằng có khi nào người tặng sô-cô-la chính là Miyano, bởi vì người ngưỡng mộ Tanaka nhất mà bọn họ biết cho tới bây giờ chỉ có mỗi cô bé mà thôi. Nhưng bọn họ lại phát hiện ra rằng Miyano đã quên làm sô-cô-la cho hai người bọn họ. Nghĩ mãi không ra nên hai ông tướng quyết định là sẽ ăn thử hộp sô-cô-la này luôn. Và Tanaka đã rất bất ngờ vì hộp sô-cô-la của cậu ấy có mùi vị cực kỳ ngon. Nhưng Ota lại được tặng cho một thỏi sô-cô-la đen có mùi vị đắng khủng khiếp không thể nuốt nổi. Tanaka đành phải chia một ít sô-cô-la của mình cho Ota. Và sau khi nếm thử thì Ota đã đoán rằng người tặng có thể là Shiraishi, bởi vì ngoài Miyano ra thì chỉ có mỗi mình Shiraishi là có nói chuyện với bọn họ. Tuy nhiên, hai thanh niên lại phát hiện ra rằng Shiraishi cũng không làm sô-cô-la để tặng cho ai cả, nên bọn họ lại phải tiếp tục đau đầu nghĩ xem ai là người đã tặng sô-cô-la cho mình. Trên đường về nhà thì hai thanh niên đột nhiên gặp được cô em gái của Tanaka có tên là Rino, và Ota đã hết sức ngạc nhiên vì trông cô bé giống Tanaka như đúc vậy. Rino đã đề nghị Tanaka mời Ota về nhà của bọn họ chơi cho biết, và Tanaka cũng muốn Ota biết nhà mình để lần sau có gì thì Ota còn vác cậu ấy về nhà luôn. Vừa về đến nhà thì Rino đã pha cho Ota một cốc cà phê đen đắng kinh khủng, và trông bên ngoài khá giống nhau nhưng Rino lại là một người rất siêng năng, khác hẳn hoàn toàn so với ông anh trai lười biếng của mình. Ota đã kể cho Rino nghe về những chuyện mà cậu ấy cùng với Tanaka thường làm ở trên lớp, và Tanaka cũng đã kể cho cô bé nghe chuyện mình được một ai đó tặng sô-cô-la vào sáng nay. Khi trời bắt đầu tối thì Tanaka đã dẫn Ota ra ga tàu để cho cậu ấy về nhà, và hóa ra người đã tặng sô-cô-la cho Tanaka cùng với Ota vào sáng nay chính là Rino. Tuy nhiên, cô bé lại tặng cho Ota một thanh sô-cô-la đen đắng ghét để cho bỏ ghét, bởi vì cô bé không thích Tanaka thân thiết với bất kỳ một ai ngoài cô bé cả, và do quá xấu hổ nên cô bé đã không viết lại tên của mình lên hộp sô-cô-la đó. Ngày hôm nay Ota lại đột nhiên nghỉ học vì một lý do nào đó, và Tanaka đã nhờ Etizen đưa bài tập về nhà cho Ota vì hai người bọn họ là hàng xóm của nhau. Nhưng Etizen lại bắt Tanaka tự tay đưa cho Ota để trả ơn cho những lần mà cậu ấy bế Tanaka đi học. Do Tanaka không biết nhà của Ota nên Etizen đã nhận lời chỉ đường cho cậu ấy. Và Tanaka đã thắc mắc tại sao Etizen lúc nào trông cũng như là một đứa côn đồ vậy. Tuy nhiên, trên đường đi thì Tanaka đã nhìn thấy rất nhiều người cảm ơn Etizen sau khi được cô ấy giúp đỡ. Cho nên Tanaka chắc chắn rằng cô ấy bên ngoài trông côn đồ nhưng bên trong lại là một cô gái tốt bụng. Khi nhìn thấy Tanaka tới nhà để đưa bài tập cho mình thì Ota đã hết sức cảm động, và cậu ấy không ngờ một thằng lười như Tanaka lại chấp nhận hy sinh tới như vậy vì bạn bè. Trước khi ra về, Tanaka còn dặn Etizen là hãy cứ tiếp tục đóng giả làm côn đồ ở trường như bình thường, chứ bây giờ cô ấy mà thay đổi tính cách đột ngột thì Tanaka sẽ sốc không chịu nổi. Ngày hôm sau, Ota cho biết là cậu ấy đã vô tình bị ngã cầu thang trong khi đang bê đồ giúp cho một bà lão, cho nên hiện giờ cậu ấy đang bị chấn thương khá nghiêm trọng không thể đi lại được. Tanaka quyết định lần này cậu ấy sẽ là người giúp đỡ cho Ota, nhưng do Ota nặng quá nên Tanaka không thể nào bế Ota đi được, cho nên Tanaka chỉ còn cách ngồi yên cùng với Ota để cho thằng bạn đỡ tủi thân. Những lúc bệnh tật thế này thì Ota lại mong trường bọn họ có hành lang băng truyền để đi lại cho khỏe, và Tanaka đã đồng ý cả hai tay khi nghe thấy ý tưởng đó của Ota. Cứ mỗi lần tới tiết tự học thì Tanaka lại nằm lăn ra ngủ. Nhưng đang nằm ngủ thì cậu ấy lại đột nhiên tỉnh giấc vì gặp phải ác mộng, và Tanaka đã mơ thấy bản thân bị một gã huấn luyện viên bắt phải chơi thể thao liên tục. Mặc dù rất thích ngủ nhưng Tanaka vẫn phải làm xong bài tập tiếng Anh do thầy giáo giao cho. Và Ota cho rằng môn tiếng Anh cực kỳ quan trọng bởi vì nó là ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới, nhưng Tanaka lại muốn cả thế giới nói luôn tiếng Nhật để cậu ấy khỏi phải học ngoại ngữ nữa. Đang học thì nhà trường lại tổ chức diễn tập sơ tán lúc hỏa hoạn xảy ra, cho nên toàn bộ học sinh phải nhanh chóng đi xuống tập trung ở dưới sân trường, nhưng mọi người đã hốt hoảng khi không nhìn thấy Tanaka ở đâu cả. Ngay sau đó, Tanaka đã mệt mỏi đi xuống sân trường để tập trung với mọi người, và hóa ra bình thường toàn được Ota vác đi nên hôm nay cậu ấy đã bị lạc đường khi phải đi một mình. Sau một ngày phải tự lực cánh sinh đã khiến cho Tanaka nhận ra được sự quan trọng của Ota, cho nên Tanaka quyết định là sẽ đặt tên cho ngày hôm nay là ngày Ota để ghi công cậu ấy.
Tanaka nói rằng cậu ấy sẽ tự thân vận động một ngày để kỷ niệm cho ngày OTA, nhưng thấy cậu ấy đi lại như rùa nên OTA đành phải vác cậu ấy đi theo để tránh bị muộn học. OTA đã rủ Tanaka tới một cửa hàng bán thức ăn nhanh trong thành phố để ăn kem, nhưng Tanaka lại không thích nhân viên ở đây vì tốc độ phục vụ của họ quá nhanh so với cậu ấy. Vừa nhìn thấy Tanaka tới gọi đồ thì cô nhân viên bán hàng lại tưởng cậu ấy là người sắp chết, và khi không gọi được món ưa thích của mình thì không khí xung quanh cậu ấy lại càng u ám hơn. Lo sợ rằng Tanaka sẽ làm đổ đồ uống ra sàn nên cô nhân viên đã đưa ra tận bàn cho cậu ấy, và vừa mới nuốt được có vài cái thì Tanaka đã suýt bị ngất xỉu luôn vì hết hơi. Nhưng cô nhân viên lại tưởng là Tanaka đang căm thù mình vì cửa hàng không có món ưa thích của cậu ấy. Khi nhìn nhân viên trong cửa hàng chăm chỉ làm việc thì Tanaka cảm thấy rất nể phục họ, nhưng bà chị nhân viên lại cảm thấy sợ hãi cái bản mặt Sukon của OTA, và cô ấy cho rằng có thể hai đứa này sẽ chặn mình lại để trấn lột sau khi hết giờ làm việc. Tanaka nói rằng ban đầu cậu ấy không thích cái không khí hối hả của cửa hàng thức ăn nhanh, nhưng khi được nhân viên ở đây tận tình phục vụ thì cậu ấy cảm thấy cực kỳ thoải mái, chỉ có điều cậu ấy vẫn không thể hút được nước uống ở đây. Bà chị bán hàng đang phát tờ rơi thì đột nhiên tỏ ra hoảng hốt khi nhìn thấy Tanaka cùng với OTA đi ra ngoài. Nhưng bọn họ lại nhẹ nhàng cảm ơn cô ấy vì đồ ăn của cửa hàng rất ngon, cho nên cô ấy nhận ra bọn họ cũng là người tử tế chứ không côn đồ như vẻ bề ngoài. Ngày hôm sau, OTA lại rủ Tanaka tới cửa hàng thức ăn nhanh để ăn món đặc biệt của tháng này. Nhưng OTA lại đột nhiên phát hiện ra cậu ấy đã để quên điện thoại ở trường, cho nên cậu ấy đã nói Tanaka ngồi chờ ở đây trong khi cậu ấy quay lại trường để tìm điện thoại. Một cô bé tóc vàng đang đi tìm chỗ ngồi thì bỗng phát hoảng lên khi nhìn thấy Tanaka nằm dưới ghế, và Reno cũng đã hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy ông anh trai của mình ở đây. Hóa ra cô bé tóc vàng chính là bạn thân của Reno có tên là Seiya, và Seiya có tính cách cực kỳ nhút nhát nên Reno lúc nào cũng phải nói thay cho đứa bạn của mình. Reno cảm thấy rất vui vì chẳng mấy khi hai anh em lại có cơ hội ngồi ăn chung với nhau, và Seiya đột nhiên nói thầm với Reno rằng Tanaka trông trắng trẻo đẹp trai như hoàng tử vậy, nhưng thằng hoàng tử này lại mắc một căn bệnh nan y là siêu lười nhác. Khi Reno chạy đi mua nước thì Seiya nói rằng cô bé cũng có một người anh trai chạc tuổi Tanaka, nhưng ông anh trai của cô bé to như con tinh tinh chứ không thư sinh như cậu ấy. OTA vừa chạy tới cửa hàng thì cậu ấy đã hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Seiya ở đây, và OTA đã cho mọi người biết rằng Seiya chính là em gái của cậu ấy, nhưng Reno lại cảm thấy hết sức khó chịu khi nhìn thấy OTA cũng tới đây. OTA không ngờ rằng Seiya cũng chơi thân với Reno giống như cậu ấy cùng với Tanaka, và tối hôm đó Tanaka không thể ăn được cơm do hồi chiều lỡ ăn hơi nhiều khoai tây chiên, cho nên Reno đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu OTA vì cứ hay rủ rê anh trai của cô bé đi ăn vặt. Hôm nay trời khá là nóng nên Tanaka đành phải lết xác đến bể bơi cùng với OTA, và do không biết bơi nên Tanaka đành phải dùng phao như một đứa con nít, nhưng cậu ấy cho rằng chỉ cần xuống hồ nằm ngâm mình cho mát là được rồi. Tanaka lại tưởng tượng đến cảnh biến OTA thành một cái phao cho mình, nhưng cái chuyện nhảm nhí đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu cha nội. OTA đã dặn dò Tanaka là phải khởi động kỹ càng trước khi xuống hồ bơi để khỏi bị chuột rút, nhưng vừa mới khởi động thì Tanaka đã bị chuột rút ngay lập tức do lâu ngày không hoạt động. Đang nằm trôi trong hồ bơi thì Tanaka lại bị mấy thằng nhóc con chê cười vì lớn đầu mà còn dùng phao, và bọn nhóc đã cố tình cướp phao của Tanaka để phá đám giấc ngủ của cậu ấy, nhưng vừa mới nhìn thấy cái mặt của OTA thì đứa nào cũng sợ bĩnh hết cả ra quần. Cái phao của Tanaka vừa bị xì hơi một cái thì bọn nhóc lại càng sợ hãi hơn nữa, vì chúng nghĩ rằng chính bọn chúng là người khiến cho cái phao bị xì hơi. Do không còn phao nữa nên lần này Tanaka quyết định là cậu ấy sẽ tự nổi trên mặt nước luôn, và cả OTA lẫn hai đứa nhóc kia cũng học theo cậu ấy rồi thả mình trôi theo dòng nước. Ngày hôm sau, đang trên đường đi học thì Tanaka cùng với OTA đã gặp lại hai thằng nhóc ở bể bơi, và hai đứa nó nói rằng chúng đã chỉ cho các bạn trong lớp cách nổi trên nước như Tanaka, nhưng cậu ấy lại lo lắng cho một tương lai đen tối của bộ môn bơi lội nước nhà. Miyano đột nhiên nhờ Tanaka giúp mình cao lên 10cm trong vòng 5 ngày, nhưng cao lên trong một khoảng thời gian ngắn như vậy là việc bất khả thi. Hóa ra Edison đã mời Miyano đi xem lễ hội bắn pháo hoa cùng với cô ấy, và Miyano muốn mặc kimono vào ngày hôm đó để cho bản thân trông hấp dẫn hơn một chút, nhưng mỗi tội cô bé lại quá lùn nên chỉ có thể mặc mấy bộ kimono dành cho con nít mà thôi. OTA đã đề nghị mọi người cùng nhau đi tìm kimono cho Miyano sau khi tan học, và Miyano cũng rủ Shiraishi đi cùng bọn họ vì cô ấy rất có gu thẩm mỹ trong chuyện ăn mặc. Tuy nhiên, Shiraishi chưa từng mặc kimono trước đây bao giờ cả, bởi vì từ xưa tới giờ cô ấy toàn ngồi ở nhà xem bắn pháo hoa trên TV. Miyano đột nhiên vui mừng khi phát hiện ra một đôi dép cao gót, và nếu như đi đôi dép này vào thì có thể Miyano sẽ cao lên được 10cm cũng nên. Ngay sau đó, khi thử mặc một bộ kimono thì Tanaka cùng với OTA đã rất kinh ngạc vì vẻ đẹp của Shiraishi.
Và sau khi được Tanaka khen ngợi thì cô ấy đã cảm thấy hết sức hạnh phúc. Nhưng có vẻ như Miyano vẫn không mặc vừa một bộ kimono nào cả mặc dù cô bé đã đi dép cao gót. Thấy không có kết quả gì nên Shiraiji nói rằng cô ấy sẽ tự tay may một bộ kimono phù hợp với Miyano, bởi vì Shiraiji đã phải học đủ mọi loại kỹ năng bao gồm cả may vá để có thể trở thành tâm điểm khi tới trường. Và ngày diễn ra lễ hội thì Miyano đã mặc bộ kimono do Shiraiji may cho cô ấy và Eisen cũng đã đi tới chỗ hẹn với mọi người trong một bộ kimono bình thường. Thế mà Tanaka cùng với Ota lại tưởng cô ấy sẽ mặc mấy bộ kimono dành cho dân anh chị. Ngay sau đó, cả bốn người bọn họ đã vui vẻ tham gia vào lễ hội như những người khác. Nhưng do chiều cao khiêm tốn của mình nên Miyano không thể nhìn thấy pháo hoa được. Trong lễ hội văn hóa của trường thì lớp của Tanaka quyết định là bọn họ sẽ làm một căn nhà ma. Và Tanaka đã xóa bỏ sự hiện diện của bản thân luôn bởi vì cậu ấy không thích tham gia lễ hội. Nhưng do lớp đang thiếu người nên Shiraiji đành phải nhờ Tanaka cùng với Ota đóng giả làm ma. Trong khi mọi người đang bàn bạc thì Tanaka lại chỉ muốn về nhà ngủ. Và mọi người đã hết sức ngạc nhiên về khả năng tàng hình của cậu ấy. Nên mọi người cho rằng chọn Tanaka đóng giả làm ma là một quyết định hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, lúc diễn thử thì Tanaka lại chỉ đứng yên như cột chứ chẳng động đậy gì cả. Nên Miyano đã đề xuất để cho Tanaka ngồi yên một chỗ rồi những người khác sẽ chiếu đèn vào cậu ấy. Nhưng chỉ cần ngồi yên một lúc là Tanaka sẽ rơi vào giấc ngủ ngay lập tức. Trò thò tay ra khỏi cửa giấy sẽ được giao cho Ota đảm nhận. Nhưng Ota lại quá cao nên người thường không thể nhìn thấy tay của cậu ấy được. Shiraiji đã đi mượn về cho Tanaka một bộ trang phục của hồn ma. Và khi biết Tanaka cùng với Ota sẽ đóng giả làm ma thì Eisen đã cảm thấy rất là tức cười. Sau một ngày làm việc chăm chỉ thì mọi người cũng đã hoàn thành được căn nhà ma, nhưng nhìn cái mặt của Tanaka ngồi trong giếng trông không hề đáng sợ một chút nào cả. Ota đột nhiên hoảng sợ nói rằng cậu ấy không thể đóng giả làm ma được, bởi vì trông thì có vẻ côn đồ như thế này nhưng thực ra cậu ấy cực kỳ sợ ma, cho nên Miyano quyết định là cô bé sẽ đóng giả làm ma thay cho cậu ấy. Ngay sau đó, Miyano đã đóng giả làm một con yêu quái mèo để hù dọa người khác, nhưng mọi người lại cảm thấy cô bé quá dễ thương chứ chẳng đáng sợ chút nào cả, cho nên có rất nhiều người đã đi tới căn nhà ma để được chụp hình với cô bé. Trong khi đó, Tanaka lại được bình chọn là con ma đáng sợ nhất, bởi vì vừa mới nhìn thấy cái mặt thiếu sức sống của cậu ấy thì ai cũng sợ vãi cả nhái. Tới giờ nghỉ trưa thì Tanaka cảm thấy không khí quá ồn ào nên cậu ấy đã đi tìm một chỗ yên tĩnh hơn. Và Tanaka đã vô tình nhìn thấy Eisen đang ở trong bộ đồ hầu gái khi đi ngang qua lớp cô ấy. Nhưng Tanaka đã giả vờ như không nhìn thấy gì để cho cô ấy đỡ bị quê. Tanaka quyết định là sẽ lên trên sân thượng để ngồi nghỉ ngơi cho yên tĩnh. Và khi nhìn thấy Tanaka thì Ota lại tưởng rằng cậu ấy là một con ma thực sự. Cho nên Ota đã sợ tới mức chết ngất luôn vì thằng này tính vốn sợ ma. Tanaka đã ngồi bên cạnh Ota cho tới khi có người tìm thấy bọn họ. Và lúc này lễ hội cũng đã kết thúc nên bọn họ phải quay trở lại lớp để phụ mọi người dọn dẹp đồ đạc. Hôm nay toàn bộ học sinh trong lớp của Tanaka sẽ phải đổi chỗ ngồi cho nhau và không có thằng nào muốn bị chuyển lên bàn đầu ngồi cả. Tanaka tự tin rằng bản thân cậu ấy nhất định sẽ không bao giờ phải ngồi ở bàn đầu, nhưng sau khi đổi chỗ xong thì Tanaka lại được ngồi ngay trước mặt thầy giáo luôn. Miyano thì được xếp ngồi ngay sau lưng của Ota nên cô bé chẳng nhìn thấy gì trên bảng cả. Tanaka đã ngay lập tức nhân cơ hội đó để xin được đổi chỗ với Miyano và cậu ấy đã thành công biến Ota thành tấm lá chắn vững chắc cho mình để được nằm ngủ thoải mái. Sau khi chuyển chỗ thì Shiraiji đã được ngồi ngay bên cạnh Tanaka và cô ấy muốn nhân cơ hội này để được nói chuyện với Tanaka nhiều hơn, nhưng Tanaka chỉ toàn nằm ngủ cho tới tận lúc ra về thì thôi. Shiraiji đã sử dụng đủ mọi thể loại mỹ nhân kế để có thể dụ dỗ Tanaka và sau một hồi cố gắng thì Tanaka cũng đã để ý tới cô ấy đôi chút, nhưng cô ấy lại cho rằng cách làm này trông có vẻ không được đứng đắn cho lắm. Shiraiji quyết định là sẽ giúp đỡ Tanaka mỗi khi cậu ấy gặp chuyện gì đó khó khăn. Nhưng thằng bạn Ota lại quá chất lượng nên Tanaka cứ gặp khó khăn là lại được Ota giúp đỡ, cho nên Shiraiji không hề có một chút cơ hội để được bắt chuyện với Tanaka. Tuy nhiên, chiều hôm đó Shiraiji lại vô tình nhìn thấy Tanaka ngủ quên trong lớp học và mấy đứa bạn trong lớp đã vô tình nhìn thấy Tanaka đi cùng với cô ấy sau khi tan học. Ngày hôm sau, bọn bạn trong lớp đã tới chất vấn Tanaka vì nghi ngờ cậu ấy vừa mới có bạn gái và lúc đó Shiraiji đã thay đổi cách ăn mặc nên không có ai nhận ra được cô ấy. Tanaka cũng đã hứa với Shiraiji trước đây là sẽ không nói với ai về con người thật của cô ấy, cho nên Tanaka không biết phải biện minh với bọn bạn như thế nào cả. Ota nói rằng sau khi Tanaka có bạn gái thì Ota sẽ không thể về chung với cậu ấy được nữa, nhưng Tanaka lại đề nghị Ota vác cả hai đứa về nhà luôn cũng được, còn Miyano thì hết sức bực mình vì Tanaka có bạn gái mà lại không kể cho cô bé biết. Sau khi tan học thì mọi người đã bám theo Tanaka nhưng lại không nhìn thấy ai đi cùng với cậu ấy cả. Và Shiraiji đã nhắn tin cho Ota để giải thích cho cậu ấy biết cô gái hôm qua chính là mình. Ngày hôm sau, mấy đứa bạn đã xin lỗi Tanaka vì nghi ngờ việc cậu ấy mới có bạn gái,
Và sau sự việc phiền phức này thì cậu ấy quyết định là sẽ không bao giờ có bạn gái nữa, cho nên Shiraishi đã cực kỳ hoảng hốt khi nghe được điều đó. Cảm ơn các bạn đã xem hết video review về bộ anime chuỗi ngày đờ đẫn của Tanaka. Và đừng quên nhấn nút đăng ký cùng với nút chuông để nhận thông báo khi kênh ra video mới.